Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình mới nhận được cái bộ bát phản quang mà và cái để gắn vào cái khung biển số. Cái này nó có cái phản quang nữa. Rồi, bây giờ này giá 37.000 nha. Có gì mình khui ra cho mấy bạn coi nha. Đóng bằng hộp kẹt tông rất là chắc chắn ha. Đây, cái này bằng nhựa nha mấy bạn. Cái này là phần gắn sau khi mà mình gắn cái biển số lên á. Đó. Đó. Gắn biển số lên đây. Mình gắn cái này vào cái khung xe. Xong rồi mình gắn cái biển số lên cái này. Còn đây là cái phản quang hai bên á, gắn hai bên nè. Cái phản quang đó, gắn hai bên. Sao sao không gắn giùm mình luôn cho rồi. Đó, gắn kìa. Cái này nhìn nó gắn lên nhìn nó ngộ ngộ ha. Còn cái chỗ này là cái đề can ha. Mình muốn dán gì dán. Chắc mình cũng phải đi in dán cái khác này, cho nó đẹp mới được. Rồi, dạ xong. Cái này nó có nhiều lỗ để gắn ốc ha. Không biết hợp với cái xe mình không nè. Rồi có gì mình sẽ gắn lên xe cho mấy bạn coi sau nhé. Đây là cái đơn hàng của mình nhé. Cái bộ pad phản quang. Mình ở đây người ta cũng có bán khung biển số luôn nhưng mà mình không có mua. Mình chỉ mua cái bộ bát phản quang này thôi. Bộ bát này đấy, lấy bộ bát này. Cái bảng này thôi này, cái bảng nhựa này thôi là 30.000 nhé. Phí vận chuyển là 18.000, còn mình có sử dụng mã vận chuyển là trừ được gần 9.000. Và mình có sử dụng voucher của Shopee á, trừ được khoảng 2.000 nữa. Thì tổng đơn hàng này là mình 37.000 nhé. Cái đơn này là mình đặt ngày 15 tháng 9. Nó cũng có mã giảm các bạn. Thì đến ngày 16 tháng 9 là mình nhận được. Thì trong vòng một ngày là mình đã nhận được rồi ha. Rất là nhanh. Đây, sản phẩm của nó đây. Đó. Ở đây người ta cũng có bán khung biển luôn. Nhưng mà mình không mua tại vì nó không có cái logo mình muốn á. Nên mình không mua, mình chỉ mua cái bảng nhựa thôi. Mình chỉ mua bảng nhựa này thôi nhé. Đó, bát là chị. Đấy, cái này có 30 này. Còn các bạn muốn mua khung biển số với cái bảng thì đó, các bạn mua, bạn chọn thôi. Đấy, có nhiều màu ha. Thì nó có giá khác nhau đấy.
Đó, các bạn thì vô shop này mua, hoặc là các bạn mình có để link ở phía dưới mô tả của video clip này, các bạn click vào link đó mua cho nó nhanh. Cái bát nữa này, bát này bằng nhựa nha mấy bạn, rất là đẹp ha. Đó, ngoài ra là mình đến trực tiếp, mình đến trực tiếp shop này mua này, đó cái shop này chứ mình không có đặt hàng nha, mình đến trực tiếp shop này mua cho nó nhanh. Cái khung này này cũng là khung 7 màu rồi, nhưng mà nó có cái logo này nè đó, chứ cái bên này là không có nha bạn, không có cái logo đó. Cái khung này mình sẽ gắn cho mấy bạn coi sau nhé. Bây giờ mình sẽ gắn lên xe cho mấy bạn coi. Bây giờ mình sẽ lắp lại cho mấy bạn coi nhé. Cái này nó không có đủ, tức là mình canh canh với cái lỗ của xe mình á, thì nó không có, cái lỗ nó không có đúng nha, nên mình đục hai lỗ này đó. Đục hai lỗ này nó cho nó vừa. Ngoài ra là mình có mua cái biển số này, cái biển số, cái khung, cái này khung là 7 màu, nó có cái logo lá cờ này. Và nó cũng không có đúng cái lỗ của mình ha, nên mình cũng làm đục cái lỗ khác gắn. Mình cũng mua cái vít khác luôn, mua cái vít inox cho nó khỏi bị xét đó, mình đục cái lỗ khác này. Thì mình mua bù lon inox luôn ha, ốc cũng inox, bù lon inox cho nó đỡ xét đó. Mình cũng có để, bạn nào muốn mua thì mình cũng có để đường link ở bên dưới nhé. Bây giờ mình sẽ gắn cho mấy bạn coi nhé. Gắn vào cái lỗ này. Rồi vô. Đó, rất là đẹp nha mấy bạn. Bây giờ gắn lốp đèn vô. Đèn là gắn lốp vô. Bây giờ mình gắn lại xe cho mấy bạn coi nhé. Rồi mình vừa gắn xong nha mấy bạn, nhìn rất là đẹp nhé, có logo trên là logo dưới này. Ở dưới này mình có thể là thay đề can khác được này, mình sẽ in cái đề can khác. Đó, rất là đẹp, cứng cáp. Rồi đây phản quang hai bên ha. Đó, phản quang hai bên. Rồi các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.